chưa vô đây thì bệnh tình em yếu, cơ thể em yếu, dễ gãy, không có ngồi tự ngồi dậy được, chỉ có thể nằm ở trên, nằm ở một chỗ thôi. Lên đây mấy cô cho uống thuốc và tập luyện, em có thể đứng dậy, ngồi dậy, đứng dậy đi. Rồi đặc biệt là mấy cô ở đây tạo điều kiện cho em đi học. Chỉ quê ở đó em không được đi học. Thì sáng mấy em dậy, mấy em tập yoga, xong mấy em sáng. Rồi tập ra đây tập đứng, tập đi, tập biết trị liệu. Rồi tới trưa là vô ăn cơm rồi. Bạn nào đi học thì thay đồ đi học. Còn bạn nào không đi học thì nằm ngủ. Rồi chiều dậy tập vật lý trị liệu. Xong rồi chiều 4 giờ rồi bơi. À thì cái lúc đây xương em nó ít gãy hơn. Rồi em cứng hơn. Cứng hơn lúc ở nhà, lúc ở nhà. À, giờ em có thể đứng đi được trên xe này. Bơi cái này không ảnh hưởng mà là nó nhờ cái bơi này mà nó vận động là máu huyết nó chạy mới dẫn thuốc đi về đến những cái nơi nó cần thiết. Tuần thì nghỉ ngày thứ năm với chủ nhật, còn ngoài ra mấy ngày kia thì đều bơi hết. Mỗi em là một công tác riêng, bởi vì cái em nó tật cái chỗ này thì làm sao nó hoạt động được chỗ này, mình phải tìm cách cho nó hoạt động được khác để nó nổi. Mình phải nhìn nó hoạt động rồi mình mới nghĩ ra cách để mình làm cho nó hoạt động. Dắt tụi nó thì có thể là mình nhớ. Bây giờ cái tôi vừa bước xuống như vậy là nó ào ra, nó níu kéo như vậy thì làm sao. Bây giờ tôi cũng lớn tuổi, tôi cũng muốn nghỉ mà cũng nghỉ không được.